144 tỷ mét khối khí đã bị đốt tại các mỏ dầu vào năm 2021, tương đương với lượng khí đốt tiêu thụ của cả châu Phi. Với khí đồng hành sinh ra trong quá trình khai thác dầu, người ta có thể xử lý để sử dụng hoặc bơm ép ngược trở lại giếng dầu, nhưng đốt cháy tại chỗ vẫn là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất. Khí đồng hành thường lẫn rất nhiều tạp chất và có áp suất không ổn định, nên việc xử lý và chứa trữ yêu cầu lưu trình công nghệ đắt đỏ, không thực sự hiệu quả về mặt kinh tế. Bên cạnh đó, các khí này rất độc hại đối với con người và môi trường, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, do đó phương pháp tối ưu được sử dụng là đốt cháy chúng, mặc dù nó vẫn thải ra khí CO2.